Giám đốc Phương Anh, anh hẹn tôi ra đây có chuyện gì? Cứ bảo thẳng vấn đề đi, tôi còn bận nhiều việc. Vâng, chuyện là dự án sắp tới của công ty tôi... Chẳng phải chuyện này tôi đã trao đổi với thư ký Ngọc rồi sao? Cô ấy chưa nói lại với anh à? Đúng là mấy hôm trước, thư ký Ngọc đã trao đổi qua với tôi. Nhưng thực sự, dự án này rất quan trọng đối với công ty của tôi. Mong Chủ tịch Dương cho tôi thêm một cơ hội ạ. Tôi là người làm ăn, vì vậy lợi ích luôn đặt lên hàng đầu. Dự án của công ty anh thật sự không có tiềm năng. Anh có sửa nhiều lần nữa cũng không có triển vọng. Nên đầu tư là điều không thể. Mong anh thông cảm. Chủ tịch, tôi bên này. Giám đốc à? Đây là Chủ tịch Dương của tập đoàn ABA. Cô không chào anh ấy đi, con đứng ngẩn ra đấy làm gì? Dạ, chào Chủ tịch Dương ạ. Chủ tịch Dương, tôi vẫn đang nghe đây. Đây là nhân viên của công ty tôi, cô ấy vừa chào anh đấy ạ. Chào em, xin lỗi em nhé, anh hơi mất lịch sự rồi. Dạ, anh đừng nói như vậy, tôi không dám nhận đâu ạ. Dạ, em gửi anh. Việc của cô xong rồi, cô có thể về. Dạ, chào Chủ tịch Dương, chào giám đốc, tôi xin phép ạ. Chủ tịch Dương, anh có tâm sự gì sao? Cô gái vừa nãy thật sự rất xinh đẹp. Chủ tịch cũng thấy vậy ạ. Cô ấy đang làm nhân viên trong công ty anh à? Vâng, cô ấy làm ở phòng dự án, là một người khá nhanh nhẹn nên hay được trưởng phòng sai đi làm mấy việc lặt vặt ạ. Hóa ra là vậy. Chủ tịch Dương, dự án này tôi đã cho phòng dự án làm lại rồi ạ. Đã bổ sung và sửa chữa rất nhiều so với trước. Rất mong Chủ tịch xem qua rồi cho chúng tôi thêm một cơ hội ạ. Chẳng phải vừa nãy tôi đã nói rõ ràng rồi sao? Dự án tòa nhà thương mại các anh triển khai ở địa điểm như vậy hoàn toàn không có tiềm năng. Sửa chữa mãi cũng vậy thôi. Trừ khi các anh đổi địa điểm. Địa điểm này của công ty tôi đã dùng toàn bộ ngân sách mới tranh thầu được. Giờ Chủ tịch cứ bảo như vậy mà rời đi, thực sự chúng tôi không đủ khả năng ạ. Mong Chủ tịch hiểu cho. Thôi được rồi, để anh phi công một chuyến, tôi sẽ xem xét lại vậy. Nhưng tôi không hứa trước điều gì đâu. Vâng, tôi hiểu rồi. Cảm ơn Chủ tịch. Nếu không còn chuyện gì nữa, tôi xin phép đi trước đây. Dạ, đây là dự án của công ty tôi. Chào anh. Chủ tịch phải cẩn thận ạ. Chủ tịch Dương, hóa ra là anh à? Em vẫn còn nhớ anh à? Vâng. Chủ tịch Dương tìm tôi có chuyện gì vậy ạ? Em có rảnh không? Anh mời em đi cà phê nhé. Xin lỗi anh, gần đây nhà tôi xảy ra chút việc ngoài ý muốn nên tôi hơi bận. Anh thông cảm nhé. Việc gì vậy? Có cần anh giúp không? Chủ tịch Dương, tôi và anh mới chỉ gặp nhau có một lần. Hơn nữa, thân phận của anh cao thế nào chứ? Còn tôi chỉ là một nhân viên bình thường, không dám làm phiền đến anh đâu ạ. Nếu như không còn việc gì nữa thì tôi xin phép. Kia chẳng phải là con bé nhân viên ở công ty ông Phương Anh à? Sao chủ tịch lại quen cô ta nhỉ? Chủ tịch. Ngọc, cô làm gì ở đây vậy? Dạ em đi gặp người quen ở gần đây. Em không nghĩ là gặp được chủ tịch ở đây nên em đến chào hỏi thôi ạ. Vậy cô đi đi, tôi về trước. Dạ vâng, em chào chủ tịch. Chủ tịch đi cẩn thận ạ.
Không biết là giám đốc Phương Anh gọi tôi ra đây có chuyện gì không nhỉ? Thư ký Ngọc, không biết là mấy hôm nay chủ tịch Dương có đề cập gì đến dự án của công ty tôi không? Chắc là anh Phương Anh cũng thừa hiểu chủ tịch của chúng tôi là người như thế nào mà, đúng không? Tôi sợ là anh ấy sẽ không thay đổi quyết định của mình đâu. Như vậy thì không được rồi. Lúc cô nhận tiền của tôi, cô đã nói những gì với tôi? Tại sao bây giờ lại không giúp được gì? Anh nói linh tinh cái gì đấy? Anh định để tất cả mọi người trong quán này biết à? Dự án này thực sự rất quan trọng với công ty của tôi. Giờ mà bỏ dở thì công ty của tôi sẽ có nguy cơ phá sản mất. Nhưng mà chẳng phải trước kia tôi đã nói với anh rồi à? Tôi không chắc chắn giúp được. Chẳng qua là anh cứ nhất quyết nài nỉ nên tôi mới miễn cưỡng nhận thôi. Được rồi, vậy cô trả lại tiền cho tôi đi. Anh nói cái gì cơ? Đấy không phải là số tiền nhỏ. Cô không giúp được gì thì cô phải trả tôi chứ. Nói như vậy có nghĩa là anh đang muốn trở mặt với tôi đúng không? Tôi thực sự không muốn như vậy đâu. Nhưng tôi đường cùng rồi. Số tiền đó thì không hề nhỏ. Ít nhất cũng giải quyết được một vài món nợ. Mong cô hiểu cho. Anh cũng biết là anh đang làm khó tôi không à? Tháng trước tôi vừa đầu tư cổ phiếu thất bại. Bây giờ tôi lấy đâu ra tiền trả anh? Tôi không quan tâm chuyện này. Một là tiền, hai là dự án. Nếu không cùng lắm thì cá chết lưới rách. Tôi sẽ nói chuyện này ra ngoài. Anh được lắm. Anh mà làm như vậy thì đừng có trách tôi mạnh tay đấy. Không có được dự án này thì công ty của tôi sẽ phá sản. Còn gì đáng sợ hơn đâu mà cô phải dọa. Dự án. Thôi được rồi, để tôi nghĩ cách cho anh. Cô nói thật hả? Vào đi. Giám đốc ạ. Em đến rồi đấy à? Ngồi xuống đi. Dạ. Giám đốc, anh gọi tôi lên đây có chuyện gì vậy ạ? Anh nghe nói là mẹ em bị tai nạn, đang nằm ở viện và chờ phẫu thuật não đúng không? Giám đốc, sao anh biết chuyện này ạ? Anh là giám đốc, tất nhiên phải biết tình hình của nhân viên mình chứ. Vâng, đúng là có chuyện này. Gia đình nhà tôi khó khăn, dưới tôi còn có hai em đang học đại học, nên tôi chưa thu xếp đủ tiền để làm phẫu thuật cho mẹ. Em yên tâm đi, chuyện tiền phẫu thuật của mẹ anh sẽ giúp. Giám đốc, anh vừa nói gì cơ ạ? Anh sẽ giúp em toàn bộ chi phí nằm viện và tiền phẫu thuật của mẹ em. Sao anh lại giúp em như vậy ạ? Tất nhiên là anh sẽ có điều kiện và mong em hợp tác vui vẻ. Điều kiện gì ạ? Em yên tâm, điều kiện này cực kỳ có lợi cho em. Hơn nữa còn cứu sống được mẹ em. Chỉ những người không biết suy nghĩ mới từ chối thôi. Điều kiện gì vậy ạ? Anh nói đi. Anh nói cái gì đấy? Bình tĩnh đã. Làm gì mà em phản ứng ghê vậy? Điều kiện này tôi không thể đồng ý được. Có gì mà không đồng ý? Tôi muốn cứu mẹ tôi thật, nhưng tôi sẽ không bán rẻ bản thân của mình như vậy đâu. Em có biết tiền phẫu thuật và hậu điều trị của mẹ em tốn kém như thế nào không mà em bảo là rẻ? Mà em nghĩ xem, khi em đồng ý điều kiện này, tương lai của em sẽ được rộng mở. Sao dại dột từ chối sớm thế em? Tôi hiểu những điều anh nói, nhưng mà tôi có nguyên tắc sống của mình. Cùng lắm thì tôi bán nhà ở quê đi để phẫu thuật cho mẹ, chứ tôi không làm những chuyện đó đâu. Anh thông cảm. Em thú vị thật đấy. Lần đầu tiên anh thấy một người dại dột như vậy. Anh nghĩ thế nào cũng được. Những gì cần nói tôi đã nói hết. Tôi xin phép. Anh nói gì cơ? Cô ta từ chối á? Sáng nay tôi vừa nói chuyện với cô ta xong,
Còn Danh này, đầu óc nó kiểu gì thế không biết. Ngu thế chứ lại. Xem ra cách của cô không khả quan rồi. Chúng ta phải tìm cách khác thôi. Nếu mà còn cách khác á, anh nghĩ tôi phải ngồi đây nói nhảm với anh à? Nhưng cô cũng thấy rồi đấy, thái độ của cô ta kiên quyết như vậy, tôi không biết phải làm thế nào cả. Chỉ là một con Danh quê mùa thôi mà. Nó nghĩ là nó có quyền lựa chọn à? Cô định làm gì? Vậy tôi đi trước đây. Chị gọi em có việc gì vậy? Chị cần mày làm với chị một chuyện. Rất đơn giản thôi. Có gì chị cứ nói. Đơn giản. Nhưng em nhận được gì sau vụ này? Đấy mới chỉ là một nửa thôi. Xong việc, chị sẽ chuyển nốt. Ok chị, cho em thông tin. Cứ về đi đã. Thông tin và hình ảnh chị sẽ nhắn cho mày sau. Nhớ xem xong, xóa toàn bộ đi biết chưa? Bà chị chắc cốp quá. Cứ thế nhé, chờ tin tốt từ em. Giám đốc Phương Anh, khách sạn này thì có người nào quan trọng đối với tôi mà anh lại nhất quyết dẫn tôi đến đây vậy? Chủ tịch Dương, mời anh. Chủ tịch. Cô ấy bị sao vậy? Cô ấy không sao cả, chỉ là dính một chút thuốc mê thôi. Chắc là phải đến mai mới tỉnh. Anh làm thế này là ý gì? Chẳng phải là chủ tịch Dương rất để ý cô ấy sao? Nhưng anh làm thế này là vi phạm pháp luật, có thể bị ngồi tù đấy. Chủ tịch Dương cứ yên tâm, tôi đã tính toán đâu vào đấy cả rồi. Chắc chắn sẽ không có bất kỳ một vấn đề gì đâu. Chủ tịch Dương, chúc anh vui vẻ nhé. Hy vọng ngày hôm nay sẽ là một ngày đáng nhớ của anh. Mục đích của anh là gì? Anh nói rõ đi. Chủ tịch Dương cứ hưởng thụ đi ạ. Có chuyện gì chúng ta sẽ nói sau. Tôi xin phép. Em tỉnh rồi ạ. Chủ tịch Dương, sao anh lại ở đây? Em cứ bình tĩnh đã. Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây? Anh đã làm gì tôi rồi? Anh đang ngồi chờ em tỉnh lại để nói chuyện thôi. Giữa chúng ta chưa xảy ra chuyện gì cả. Em đã tin lời anh chưa? Nếu mà em chưa tin, chúng ta cùng đi tìm camera. Gì cơ? Camera ấy à? Người ta dày công sắp đặt như vậy, anh không tin là không có đâu. Nhưng mà tại sao anh với tôi lại ở chỗ này? Tại sao chủ tịch lại hẹn cùng lúc hai chúng ta đến đây nhỉ? Chắc là kế hoạch của cô đã thành công mỹ mãn rồi. Anh chắc chắn là hôm qua chủ tịch ở lại với con bé đó chứ? Sai thế nào được. Ngồi đi, để hai người đợi lâu rồi. Dạ, chúng em cũng vừa mới tới thôi ạ. Hai người có biết là tại sao ngày hôm nay tôi lại hẹn hai người đến đây không? Dạ, có chuyện gì chủ tịch cứ nói đi ạ. Tôi đã thống nhất với Nhiên rồi. Tạm thời nể tình nghĩa cũ, tôi sẽ cho hai người một cơ hội ra tòa đầu thú.
Chủ tịch, anh vừa nói gì cơ ạ? Cô là thư ký của tôi mà đi cấu kết với người khác định ám hại tôi. Cô có biết việc này nghiêm trọng như thế nào không? Thậm chí tôi có thể mất tất cả đấy. Cô làm tôi thất vọng quá. Chủ tịch, chủ tịch với cô ta... Giữa tôi và chủ tịch Dương không xảy ra chuyện gì cả. Không, không thể nào. Chẳng phải anh đã lén lút lắp camera trong khách sạn để nắm thóp tôi sao? Đen cho anh là tôi đã nhờ nhân viên trong khách sạn tìm thấy nó rồi. Anh không tin có thể tự mình kiểm tra? Sao... sao có thể chứ? Hai người có địa vị, có học thức, nhưng lại làm ra những chuyện phạm pháp nghiêm trọng như thế. Tôi không thể tha thứ được. Tốt nhất nên tự thú đi. Như vậy sẽ nhận được sự khoan hồng từ pháp luật. Chủ tịch Dương, cảm ơn anh. Anh tiễn tôi đến đây là được rồi. Giờ em cũng không còn quay về công ty PJ nữa. Hay là em vào tập đoàn anh làm đi. Anh sẽ giúp em trả tiền phẫu thuật cho mẹ em, được không? Chủ tịch Dương, tôi hiểu tại sao anh lại đối xử tốt với tôi như vậy. Chẳng qua tôi... Đúng là anh có tình cảm đặc biệt với em. Nhưng mà em cứ về tập đoàn anh làm đi, rồi từ từ trả nợ cho anh. Còn chuyện của anh và em có thể suy nghĩ thêm cũng được. Anh thực sự nghĩ như vậy sao? Anh rất muốn được xây dựng hạnh phúc cùng em. Xin lỗi anh, hiện tại tôi chưa nghĩ đến việc xây dựng gia đình, bởi vì còn bận lo nhiều việc. Nhưng mà tôi có thể hứa, nếu sau này tôi có ý định đó, người đầu tiên tôi nghĩ tới sẽ là anh. Em nói thật sao? Được, vậy anh sẽ đợi em, cho dù đợi bao lâu cũng được. Cảm ơn anh vì đã hiểu cho em xin phép đi trước.